Cậu rồi phải không? Thì đây là cái DMV phía ngoài đó, mình đã quay cho mấy bạn rồi đó, phía trong luôn ha. Đó, khổng lồ nè, mấy ngày gớt á kêu mình lại coi đi cái chỗ này đó, nó dại đồ này kia nọ, khi mà mình đậu rồi á thì mình sẽ lại cái chỗ này đó, cái mấy người đó là mấy người giám khảo đó sẽ cho cái xe mình chạy đi một vòng ha. Thì hôm nay thì mình chưa không có cái xe nào ở đây đâu, mà cái khung này đó một vòng 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 xong rồi mình đi ra ngoài, có nghĩa là mình đậu Paradise Bắc Kinh rồi đó. Mình cũng giới thiệu cho mấy bạn cái cảnh vòng vòng ha, là cái xe đậu đó, cái bà đó là bà giám khảo đó, bà đang đợi cái người nào nữa để mình coi rồi nè. Cái ông này cũng là giám khảo luôn nè đó, để cho mình cái những cái bài tập thi nè, rồi là mình phải vô cái khung này nè, đó thực tập cái thực hành, cái mình đi ra ngoài đó mình chạy ra vòng vòng ở ngoài đường luôn, chạy ra khu ngoài đường ở ngoài kia thì mình quay lại cho mấy bạn ở khu này của khu mình, của mình là khu Frederick ha. Thì bên kia nó rất là đẹp luôn nè. À, đó những cái cột cờ đó mình phải đậu cái xe mình vô, đậu Two Pontoon và hình như có Two Pontoon à, chỉ có một cái đó thôi, hồi xưa nó có Parabel Bắc Kinh, giờ nó chỉ có Two Pontoon thôi. Thì nếu mà học hỏi tìm hiểu, trời ơi cái ra ngoài này nắng sáng nó đẹp quá, nó đã quá. Đó, mình học mình coi để mình làm ha. Làm như thế nào, làm ra làm sao thì có xe quay thực hành cho mấy bạn coi luôn ha. Thì sẽ có một người giám khảo lên hỏi mình sao, thì khi nào mình cái cảnh mình quay vậy thôi. Từ khi nào mình được thì mình sẽ. Đó nè, cái bà giám khảo này không? Đó. Đó bà giám khảo á. Người ta đang chờ xem nè, chờ coi nè, chờ coi ha, cái cảnh người ta thi hôm nay như thế nào. Thì mình đã thi đậu xong rồi, mình ra rồi mình sẽ quay cho mấy bạn coi nè. Đó. Đó trước khi vô là có xe có giám khảo ngồi trên đó sẽ hỏi mình những cái gì, thì mình quay cho cái cảnh trước, rồi khi mà mình đi làm thực hành thì mình chỉ là cảnh của người giám khảo sẽ hỏi mình cái gì luôn. Coi anh leo khổng lồ của mình nè, đó đó cái người đó nó sẽ gặp người giám khảo ha, là mình sẽ được ông xã mình trở lại xe rồi, thì giám khảo là người ở đó. Đó, hỏi cái giấy tờ coi có không, đó giấy tờ gì, giấy tờ xe, giấy tờ lái xe của những người đó, mấy người là người giám khảo. Hôm nay là hên là cái thứ bảy có, hên là cái thứ bảy có được thực hành lái xe luôn nè. Đó giám khảo nè, cái những đứa cái tuổi teen đó nó sẽ được ấy, những đứa tuổi teen nó sẽ được được học lái xe, 16, 17, 18 tuổi đó, nó sẽ học lái xe. Đó, Honda Horn. Đó. Đó, kiểm tra xe, kiểm tra vòng vòng xe. À. Mét radio ở đâu nữa. Đó, kiểm tra vòng vòng xe coi xe có gì không. Rồi xong rồi. Đó, kiểm tra nha, đèn trái, đèn phải. Đó, chết vậy nè, đưa cái mặt vô gì nè. Đó, vậy á, hiểu kìa, không ai nói tới mình á, mình làm gì nè. Mấy thiệt á, mấy con mồng, mấy con gió vậy nè. Mình mà, bởi vậy tôi nói rồi, mình mà quay tới nó là không có được. Vậy mình quay gì được không? Đó, cái xe chạy gì nè nó mới chịu, chứ nếu không là cái mặt nó như cái hào vậy đó. Đó, cái xe đó phải đi vô đó quay đồ này kia nọ, nếu không nó đâu có cho mình quay. Cái mặt mình vô vậy nè, mình mới được quay, mình đi vòng vòng, mình nói chuyện gì nó mới chịu. Còn nếu mà mình quay cái kiểu đó thì nó sẽ không cho mình quay. Đó, cái xe nó phải đi đó, tại tập vòng vòng trong đó đó. Don't care about that. You know, I know how to do. Someone don't know. Đó, chứ, đó xe nó chạy vòng vòng trong cái bãi đó vậy đó. Đó, mình mà cầm quay nó không cho. Now I can quay, make video, you know. Tao quay nè, mệt quá. Thấy được không? Đó, xe sẽ đậu từ bên đó đi ra bên đây quay tập nè, quay tập Parabel Bắc Kinh nè, Two Pontoon nè. Đó mình phải vô đó, mình phải đậu thì mấy cái đó phải biết, rồi ra ngoài mình chạy, hiểu không? Để mình muốn quay cái cảnh thực tế cho cả nhà coi, cho mấy bạn nào tìm hiểu coi nè. Đó giống như cái người thân chở mình đến rồi mình ngồi mình chờ, mấy con quỷ đen á,
quỷ da đen da đỏ đâu, mình mà quay nó vô là nó quạo lắm, nó khó chịu lắm. Mình bởi vì mình quay cái bản mặt mình vô đó, đậu tu bên thân nè, mấy chị này cũng coi trước để khi nào đó làm nè, thì nó cho mình thực hành hết trơn à. Đó, mình cứ ngồi đây mình quay hoài là cũng được thôi, leo đóng tiêu à, được thôi à, tại vì mình muốn quay lại để lấy cái hình ảnh cho mấy bạn coi thôi, chứ nếu mà mình không quay á, thì mấy bạn không có thấy cái xe đó làm sao. Thì cứ đó, cứ lại đi MV đó, cái xe là đậu vậy đó đó, cái xe là cứ có người thân đậu lại, thì mình cầm 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 máy quay mình trực tiếp quay á, thì nó lèm bèm mình, nó quạo quọ mình đó. Cứ có xe lại đặt lịch hẹn rồi phải không, cái phần thi lý thuyết xong rồi, mình có cái giấy tờ đàng hoàng rồi, thì những cái lúc mà thi ban đầu á, của DMV này á, của Mê Linh này á, mình phải đợi trong 45 ngày vô trường học rồi này kia nữa mới được. Còn như bây giờ mình đã xong hết rồi thì đó, mình cứ đặt cái ngày nào mình lên thi thôi, và đó mình được lên cái chỗ đó gặp ban giám khảo là mấy người trong DMV đó, họ sẽ dẫn mình đi ra, mình họ ngồi bên cạnh mình. Nói chung họ cũng sợ mình lái lắm, mình mới lái mà họ cũng sợ chết thấy mẹ luôn chứ có gì đâu, bực bội. Nãy mình quay bả la làng la lửa lên, bây giờ mình quay mình tự sướng vậy nè, vậy đó thì người ta chịu, chứ nếu không mà mình quay ngay người ta là người ta chửi mình liền à. Mình tự sướng mà cái bản mặt mình vô như vậy là người ta không có nói nè. Đó đó, những cái cảnh nó quay đó mình phải chạy vòng vòng, chạy đúng len rồi là đúng này kia nọ, những cái cách học lực thì mình quay cho mấy bạn để tham khảo cái cách học ở đây như thế nào và cách học ở đây ra làm sao. Anh leo anh đi xuống luôn rồi kìa, thì nói chung là cái cách thì mình cũng đã biết rất là nhiều rồi, nhưng mà ý như là mình muốn quay lại cho mấy mấy bạn biết, cả nhà biết, hiểu không, chứ mình cũng đâu có không biết đâu mà làm giọng ghê với mấy má da đen, làm giọng thấy gớm thiệt chứ. Nhảy 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 Du không làm được cái này, Du không làm được cái kia, Du không làm được cái nọ đó đó, leo á, phải phải lên chở mình về đó, xong rồi đó, xong rồi đó đó, ra cái chạy ra đường trường, chạy ra đường trường vậy thôi. À, cái má này, cái má da đen này ở đó, cái má da đen ngồi trong đó đó, lần sau mình lại gặp má là mình sẽ đó, cái xe đó sẽ đi ra luôn đó, cũng đâu rảnh đâu, nó coi mình hoài đó. Ok đó, thì mình tập xong cái bãi trong đó xong rồi á, thì mình sẽ đi đi ra cái ngoài cái đường trường luôn, đường chính luôn, người ta kêu mình quẹo đâu quẹo trái quẹo phải chen len rồi này kia đó ha. Ok thì cái bài đó thì mình sẽ nói sau cho mấy bạn coi, mấy bạn nghe ha. Ok, mình với ông xã leo mình đi về đây, khủng long đang đợi mình đó. Đó mình quay cho cái cảnh là khuôn viên của DMV nè đó, à coi cho mấy bạn thấy ha, thấy hình dung được cái DMV nó như thế nào đó, ở phía ngoài. Giờ đậu rồi, rảnh là nói hưng phấn luôn đó, ở phía ngoài rồi phía trong. Ok ha, thì quay cho mấy bạn biết một chút xíu vậy thôi, để mình chuẩn bị tâm lý trước khi mình đi thi, mình phải biết là mình vô đâu và đi ra đâu, đi ra thế nào, thi cái gì và nói cái gì. Thì có đó, có rất là nhiều người đang chờ đó, mấy người đó đang chờ để thi ha, thì ngày nào thứ bảy cũng có người thi á. Ok bây giờ lên xe về bị chúng chửi. Cười cười I know, miếng mì, they just mấy miếng mì khờ, tell again, what she do? Tanya, you can do the video here, no, don't do that. Yeah, that. Giống như là nước đổ háng vậy đó. Ok, mình quay cho mấy bạn coi một chút xíu để biết thêm ha. Mình với Leo về đây, bye bye, hẹn clip sau ha. Khi mình đi thi thực tế, mình sẽ nói cho mấy bạn biết nữa. Ok, bye bye, tạm biệt. Tạm biệt.